Và đây là một trong những cái vùng mà nếu mà ai sinh sống ở Hoa Kỳ mà nếu mà có đi tới cái vùng này thì nhớ đổ xăng trước, này hãy tới cái vùng này gọi là Death Valley. Giá cái xăng cao đang đứng nhất của Hoa Kỳ lên đến là 8 đồng 94 cho một galon. Thì đây là một trong những cái vùng này rất là ít những người cư dân sinh sống, nhưng mà do nằm ở một cái vị trí rất là khó vận chuyển hàng hóa, gặp vừa khó khăn vừa nguy hiểm, những cái nơi đây xa lộ mà nằm quanh co, đường dốc cũng rất là ngoằn ngoèo như vậy. Thì đoạn đường ở phía State Route 190 chỉ có 3 trạm xăng thôi. Chính vì vậy thì cái vấn đề mà vận chuyển cũng đã ảnh hưởng tới cái giá xăng ở Death Valley này, nên là lên cao 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 rất là nhiều. Thì khi mà đến mà lái đến cái Death Valley này thì những người tài xế thường hay lái qua phần phía nam của Sequoia để mà có thể mà thời tiết mà về cái vấn đề thời tiết trước mà cũng có thể để nhằm tiếp cái nhiên liệu để mà xe có thể đi tới đây như vậy. Thì đây là một trong những cái vùng là coi như gọi là Death Valley, là vùng nóng nhất của Hoa Kỳ ở hiện tại thời điểm này. Thì chính cái việc mà nhiệt độ cực nóng này khiến cho việc mà lái xe vào mùa hè ở đây cũng gặp rất là nhiều nguy hiểm hơn ở những cái nơi khác. Thì đây là một cái nơi rất là trắc trở, thì đây là một trong các bản tin mà chúng tôi cũng lưu ý để cho quý vị nếu mà đã có lỡ đi tới đây thì hãy đổ xăng trước.